Con đường này có thể vượt thoát mọi sự trói buộc của nghiệp lực. Ta sẽ chuyển bánh xe pháp, làm cho pháp ấy truyền khắp bốn phương. Giờ đây, ta đem trí tuệ mà ta chứng được giảng lại cho các vị nghe. Trong cuộc hành trình này, các vị là những đệ tử đầu tiên của ta. Do vô minh mà có sự khổ đau, mê lầm và cả sự lo lắng, tham lam, phẫn nộ, ngạo mạn, vọng tưởng, đố kỵ, sợ hãi đều do vô minh mà phát sinh ra. Ảo tưởng lại tương phản với sự vô minh. Ảo tưởng có hai mặt đối lập, giữ vững lý trung đạo, không nghiêng bên này hay bên kia, không để xác thân đói khát, cũng không đam mê nơi dục vọng, chuyên chú vào trung đạo. Nếu như nhận thức được tà ác chỉ là ảo tưởng, vậy thì tất cả mọi phiền não sẽ tự tiêu tan. Chúng ta liền cảm nhận được tình thương và sự bao dung. Bản chất của hai loại cảm xúc này đều giống nhau. Nếu cảm nhận được như vậy, thì mọi oán hận đều không còn. Người đối xử tàn ác với chúng ta, ta cũng có thể thấu hiểu. Và đến khi cánh cửa trí tuệ đã được mở ra, điều còn lại chỉ là lòng bao dung mà thôi. Trong khi thiền định, nếu trong tâm khởi lên vọng tưởng, trí tuệ có thể giúp ta phân biệt rõ chân lý và sự vật, phân biệt rõ ta và người. Chính sự phân biệt đó dẫn dắt cuộc sống của chúng ta đi vào lầm lạc. Con người thường bị tình cảm trói buộc, mà tham lam chính là nguyên nhân khiến con người rời xa chân lý. Trong vòng luân hồi từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi, chúng ta sợ hãi bệnh tật và chết chóc. Điều đó chỉ làm tăng trưởng vô tri và sợ hãi của chúng ta mà thôi. Do đó, cần phải đoạn trừ tất cả vọng tưởng. Một khi bước ra khỏi vọng tưởng, thì sinh mạng cũng sẽ được tự do, thoát khỏi sự tù túng, thanh tịnh, an định và hòa bình. Tứ Thánh Đế chính là bốn sự thật cao quý. Sự thật thứ nhất, không ai có thể tránh được, đó là khổ. Nó theo chúng ta như bóng theo hình. Sự thật thứ hai, nguyên nhân của khổ đau, vì ngu muội, tham lam, sân giận, sầu não, lo lắng, sợ hãi và thất vọng, chấp ngã. Sự thật thứ ba, sự chấm dứt khổ đau, đó là trí tuệ, là hiểu biết sự thật về bản thân, về cuộc đời. Trí tuệ và cái thấy này đưa đến chấm dứt khổ đau và phát sinh sự an lạc. Sự thật thứ tư, con đường diệt khổ, đó là bát chánh đạo được nuôi dưỡng bằng tỉnh thức chánh niệm, đưa đến định và tuệ, giải thoát mọi sự khổ đau. Con đường ấy là gì? Đó chính là tám con đường chân chánh. Nhờ có sự thấy biết như thật, tư duy như thật, suy nghĩ như thật, nói năng như thật, việc làm chân chánh, đời sống chân chánh, siêng năng chân chánh, an trú tâm chân chánh, sẽ dẫn dắt hành vi của chúng ta. Ta là bậc giác ngộ, và ta chính là pháp. Ta đã chứng được con đường ấy và sẽ giúp cho chúng sinh được giải thoát niết bàn.